Anh đang đẩy nhanh đưa xe tăng Challenger 3 vào sử dụng, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Nga phá hủy xe tăng Challenger 2 đầu tiên mà nước này viện trợ cho Ukraine. Theo Trung tâm Quân sự Ukraine, xe tăng Challenger 3 sẽ được Anh đưa vào sử dụng vào năm 2025, thay vì dự kiến ban đầu là năm 2027. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine và quá trình hiện đại hóa nhanh chóng của đội Anh. Hiện tại, lô thân xe tăng Challenger 2 đầu tiên đang được nâng cấp lên cấp độ Challenger 3. Sau đó một tháp pháo mới với pháo L55A1 120mm của Đức sẽ được lắp trên thân xe tăng. Việc sản xuất các tháp pháo mới vốn được bắt đầu với việc ra mắt chính thức chương trình Challenger 3 nâng cấp vào ngày 24 tháng 3 năm 2022 diễn ra tại Armstrong Works ở Newcastle. Trung đoàn xe tăng Hoàng gia Anh dự kiến sẽ nhận chiếc Challenger 3 đầu tiên vào đầu năm 2025. Tổng cộng, Bộ Quốc phòng Anh có kế hoạch nâng cấp 147 xe tăng. Việc nâng cấp sẽ diễn ra tại cơ sở mới của Rheinmetall B-Systemland ABSL ở Telford, nơi chuyên sản xuất xe chiến đấu bọc thép Boxer, xe tăng Challenger 3 và các loại xe bọc thép khác. Nhà máy hiện đang sản xuất xe chiến đấu bọc thép Boxer. Chiếc đầu tiên đã được bàn giao cho quân đội Anh vào ngày 12 tháng 7 năm 2023. Chi phí của chương trình Challenger 3 ước tính khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ và chi phí cho một chiếc xe tăng là 5 triệu đô la Mỹ. Xe tăng Challenger 3 sẽ sử dụng thân của xe tăng Challenger 2 và sẽ trải qua quá trình hiện đại hóa chuyên sâu, đặc biệt là vỏ sẽ được nâng cấp từ lớp giáp Chopham, Dorchester sang lớp giáp Epsom, Farnham mới, cải thiện khả năng phòng thủ trên chiến trường. Như đã đề cập ở trên, việc sản xuất tháp pháo mới được tiến hành tại Armstrong Works. Tháp pháo sẽ có một số thay đổi về cấu trúc, chẳng hạn như phần phía sau mở rộng để chứa đạn từ khoang chiến đấu của xe tăng. Giống như thân xe, tháp pháo được trang bị lớp giáp Epsom mới. Challenger 3 được trang bị pháo nòng trơn L55A1 120mm của Đức, cho phép xe tăng có thể sử dụng loại đạn tiên tiến toàn cầu, từ đó tăng cường hỏa lực. Chỉ huy xe tăng Challenger 3 sẽ được sử dụng một loại ống ngắm mới, giúp nâng cao khả năng nhắm mục tiêu trong cả hoạt động ban ngày và ban đêm. Ngoài ra, Challenger 3 còn được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động, APS, giúp xe tăng phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa ngay trước khi có nguy cơ bị tấn công. Hơn nữa, tính linh hoạt của Challenger 3 còn mở rộng đến tháp pháo, có thể dễ dàng lắp vào xe tăng của lực lượng đồng minh và các đối tác toàn cầu. Khả năng cơ động của xe tăng sẽ được tăng cường đáng kể thông qua động cơ nâng cấp và hệ thống mới. Trước đó ngày 5 tháng 9 vừa qua, Anh xác nhận rằng lực lượng Nga đã phá hủy thành công một trong 14 xe tăng Challenger 2 do London viện trợ cho Kiev. Vụ việc xảy ra gần Robotai ở Zaporizhia. Challenger 2 bị tên lửa dẫn đường chống tăng Konitz ATGM của Nga tiêu diệt. Tên lửa Konitz có tầm bắn đáng kể, với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 5,5 km và được thiết kế để xuyên thủng lớp giáp xe tăng hiện đại, gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực như Leopard, Đức, Challenger, Anh và M1A1 Abrams của Mỹ. Challenger 2 được đưa vào phục vụ trong quân đội Anh năm 1998, hiện đang trải qua chương trình kéo dài tuổi thọ để kéo dài thời gian phục vụ cho đến năm 2035. Nhờ hiệu quả trong chiến đấu, xe tăng này đã đóng vai trò trong nhiều cuộc xung đột khác nhau, bao gồm cả các hoạt động ở Iraq. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.